Hello, welcome back. Chúng ta sẽ chơi Piggy Granny. Không có cái gì. Vào đây khó thế. Cái này xài đâu nhỉ? Mình chưa từng xài cái này đâu. Không đuổi, không đuổi, không có đuổi. Ôi. Đó, cho bài đi. Trùng bẫy. Chúng ta sang Scary Teacher. My Halloween dress. What do you mean it'll take 2 days? I need my dress now. Đây là một màn chúng ta sẽ đi lấy cái tổ ong nha. À, thiếu dụng cụ rồi. Càng tay bằng giá. Đây mình sẽ bắt ong ở đằng góc này. Ừ.
ta vừa đi qua một cái bẫy, mất một lượng máu khá nhiều. Where is my dress? Ngon rồi. Ở đâu nhỉ? Stay out of my house, you little brat! All right, here we go. Ây da, ây da, ây da. Đêm thứ 6 đi chơi nhanh quá nhỉ. Đây đứa có con này. Nó ngắt hết cái điện luôn. Úi dồi ôi. Đây là đồ mắt rồi rồi. Đi hết rồi, đi hết rồi. Đi hết rồi. Kêu ấy. What? Oh my god. Kinh vãi. Wow, cuối cùng game over. Chỗ này sang siren. Răng chìa khóa kho vũ khí này. Cầm luôn. Con này toát rồi.
Có cái quan trọng là cái này lại không rơi. Ui, phải làm sao đây? Bắn nút lần này không trúng thôi. Ấy, biết nghe con này trong này rồi. Lộn này. Ủa, nó chui vào đây rồi. Ở đâu rồi? Đâu rồi? Ủa, nó lừa mình rồi. Một pha ảo thuật. Quái trưởng này chỉ có chơi đây. Ảo thuật. Mới được này. Quá tuyệt vời. Chúng ta ăn xong mấy con này thì nó nhảy sang con ra con khổng lồ. Yeah, chúng ta đã vào game. À, đây, úi dồi. Còn lộn này. Đã không biết bắn luôn sang đây dùng súng ngắm của bác kìa. Còn ngắm này thì mình... Úi, khó bắn lắm không? Ném mẹ súng đi rồi. Quái hàng, súng bắn không trúng. Đổi. Ok, chúng ta sang súng cậu này rồi. Cậu này bắn quá dốc rồi. Thôi, tấn công vào sáu hiện luôn. Hey!
Ôi đông không đông à? Ôi của nó hồi sinh bao ra đông ơi. Mấy ông này bắn kiểu gì vậy? Bắn với máy à? Ôi thấy đạn lâu lắm. Một mình xông vào 6 viên luôn. Súng nhiều đạn bắn ao. Ui. Get down, sniper. Bách trưởng. Hỏng hết à? Yeah, đẹp thế nhỉ.